Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án luật nhà giáo. Đây là dự án luật được đông đảo cử tri quan tâm, đặc biệt là các nhà giáo đang công tác trong các cơ sở giáo dục trên cả nước. Thẩm tra dự án luật nhà giáo, Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội cơ bản đồng tình cần có chính sách tiền lương cho nhà giáo nhằm tạo động lực cho giáo viên an tâm công tác, thu hút sinh viên giỏi vào ngành sư phạm. Tuy nhiên, việc thể chế hóa chủ trương này cần phù hợp với bối cảnh thực hiện cải cách tiền lương, tránh cách hiểu sẽ có một thang bảng lương riêng dành cho nhà giáo. Tôi cho rằng là cái việc cải cách tiền lương của nhà giáo cũng là một cái công tác rất là khó khăn, phức tạp, cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, theo hướng cũng cần phải linh hoạt hơn nữa, đảm bảo đãi ngộ đối với người tài trong ngành giáo dục, tránh cái câu chuyện là sống lâu lên lão lạc, lương cứ thế mà tuần tự, trong cái đó những người giỏi về sau làm tốt mà lại cũng không có cái chính sách khuyến khích. Về tôn vinh khen thưởng và xử lý vi phạm đối với nhà giáo, có ý kiến đề nghị bổ sung quy định chế tài quản lý, đánh giá hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo ngoài công lập, nhà giáo là người nước ngoài đang hoạt động giảng dạy, giáo dục tại các cơ sở giáo dục. Góp ý vào dự án luật nhà giáo, một số ý kiến cho rằng dự thảo này cần được rà soát tránh trùng lặp với các luật khác. Ba đối tượng thì cần phải phân biệt. Những nhà giáo là cán bộ công chức thì phải theo hệ thống pháp luật cán bộ công chức và pháp luật có liên quan. Những nhà giáo là viên chức thì theo hệ thống pháp luật, luật viên chức và các cái văn bản pháp luật có liên quan. Còn những nhà giáo không phải công chức, không phải viên chức, mình vẫn phải bảo vệ, vẫn phải tôn vinh, vẫn phải bảo đảm sự công bằng, bình đẳng, quyền lợi và nghĩa vụ của họ. Nhưng mà theo Bộ luật Lao động và các cái văn bản có liên quan. Về quyền của nhà giáo, đa số ý kiến đồng tình với việc cần trao quyền thực chất cho nhà giáo, nhưng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, quy định quyền nhà giáo chính xác, phù hợp. Quy định quyền nhà giáo đặt trong tương quan với quyền của viên chức để không ảnh hưởng tới quyền lợi nhà giáo công lập. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết cuộc vận động ủng hộ tri ân liệt sĩ với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước, với mục tiêu vận động đồng bào chiến sĩ cả nước ủng hộ góp phần hỗ trợ giám định ADN, làm nhà tình nghĩa, tặng quà cho các gia đình liệt sĩ còn khó khăn, hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ trở về quê hương yên nghỉ. Chương trình kêu gọi ủng hộ được thực hiện qua app thiện nguyện với thông điệp Gọi tên những vì sao đất nước, bắt đầu từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 30 tháng 8 năm 2024. Sau 2 tháng phát động, tổng số tiền ủng hộ qua tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội là hơn 1,8 tỷ đồng, vượt kế hoạch hơn 350% so với mục tiêu ban đầu đặt ra. Thời gian tới, hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Cổng Thông tin Điện tử Nhân đạo Quốc gia và Trung tâm Nền tảng Nhân đạo số Quốc gia tổ chức chương trình kêu gọi tri ân liệt sĩ với thông điệp Tri ân đồng đội, dự kiến bắt đầu từ đầu tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Trong khuôn khổ đối thoại hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024, chiều ngày 24 tháng 9, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chính thức công bố và giới thiệu biểu tượng hữu nghị quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh đến với người dân thành phố và cùng bạn bè quốc tế. Biểu tượng hữu nghị quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh được ra mắt với sự chứng kiến của hơn 35 đoàn lãnh đạo đến từ các địa phương quốc tế có quan hệ hợp tác hữu nghị với Thành phố Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là một công trình nghệ thuật mà còn là biểu tượng sống động cho tinh thần hữu nghị, đoàn kết và hợp tác lâu dài giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 58 địa phương trên toàn thế giới. Phần nổi bật trên cùng của biểu tượng là vòng tròn Mobius, biểu tượng của sự vô hạn, tượng trưng cho sự phát triển liên tục, bền vững và không có điểm dừng. Với công nghệ 3D mapping tiên tiến và màn nước, vòng tròn Mobius đây là phương tiện để trình diễn những hình ảnh văn hóa, nghệ thuật, giới thiệu vẻ đẹp và sự hiếu khách của Thành phố Hồ Chí Minh đến với bạn bè quốc tế. Biểu tượng đặt tại công viên Bến Bạch Đằng sẽ là minh chứng cho tầm nhìn của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc nâng cao công tác đối ngoại, đồng thời gửi đến bạn bè quốc tế thông điệp về sự chào đón, sự cởi mở và khát vọng vươn mình ra thế giới, cùng nhau xây dựng một tương lai hòa bình, thịnh vượng. Sau thành công của năm 2023, Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng do Báo Nhân dân tổ chức năm 2024 tiếp tục nhận được sự quan tâm đồng hành của các thương hiệu lớn. Nằm trên đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, khách sạn Sheraton là một địa điểm chuyên tổ chức các sự kiện lớn.
Đồng hành cùng giải thưởng Hành động vì Cộng đồng Human Express năm nay, Sheraton đã chuẩn bị khu vực đón tiếp khách mời và báo chí, phòng media cho báo chí, sảnh tiệc trà, các khu vực chụp ảnh cho khách mời một cách kỹ lưỡng. Những câu chuyện về hành trình của dấu ấn tiên phong năm 2023 và với năm nay là cộng đồng kiến tạo đã truyền nhiều cảm hứng cho Sheraton. Là một trong những đơn vị lưu trú tiêu chuẩn 5 sao quốc tế, chúng tôi hiểu rằng sự phát triển bền vững của xã hội và môi trường là yếu tố then chốt cho sự tồn tại và phát triển lâu dài. Đồng hành cùng Human Express, chúng tôi hy vọng đây sẽ là một nền tảng để kết nối các cá nhân và tổ chức có chung mục tiêu vì cộng đồng, từ đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp và nhân văn. Một trong những giá trị cốt lõi của Sheraton là tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng thông qua việc tôn vinh và lan tỏa các dự án sáng tạo và tiên phong, từ đó nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của các hoạt động xã hội và phát triển bền vững. Giải thưởng Human Express đã truyền cảm hứng mạnh mẽ để Sheraton học hỏi và triển khai các dự án tương tự. Trong thời gian tới, Sheraton sẽ tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động từ thiện, hỗ trợ giáo dục và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, thương hiệu này cũng cam kết giảm thiểu tác động môi trường thông qua các sáng kiến tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu rác thải và sử dụng tài nguyên bền vững.